không gian nhận thức. Rồi sau cùng là mình nói về cái chuyện mà kéo giãn ý niệm. Rồi. Vậy thì bên đó quý vị có cần phải coi bài lại sơ sơ không? Cái này nó nằm ở trong siêu lý học. Quý vị có cần coi bài lại sơ sơ không? Hay là có thể ôm luôn? Có thể khảo bài luôn. Tần không cần. Trang với Dung sao? À, chưa chưa, mình sẽ đi từ từ, mình sẽ đi từ từ. Cô chỉ mới nói tổng thể là mình có ba cái phần như vậy thôi, chứ không phải mình ập vô cái mình làm hết, hiểu không? Rồi vậy là chắc ai cũng thuộc bài trước rồi ha. Vậy thì bây giờ mình đi, mình khảo cái bài cũ trước. Ok rồi, vậy thì mời quý vị gõ lên bốn không gian nhận thức mà mình đã được học ở trong siêu lý học mở rộng. Quý vị cứ gõ lên đi ha. Ai mà thêm được tiếng Pali, ai mà thêm được ký hiệu thì quý vị cứ gõ lên. Rồi sau đó cô sẽ đi vào những cái câu hỏi chi tiết để cho quý vị trả lời tiếp. Nào mà ghi ra tập, ghi ra giấy thì cũng có thể ghi ha, rồi mình chụp hình mình quăng lên. Ok Dung. Ok Trang, Trang thì ghi nhiều thông tin hơn ha.
Ngay cái chỗ mà sắc chế định là bị nhầm á Trang. Bị nhầm cái cặp danh với sắc ha. Mà cái danh này là mình hiểu là ngữ ha. Danh ở đây là ngữ. Ừ đúng rồi. Con chỉnh lại cái tin nhắn ở phía trên luôn. Ừ. Siêu lý cũng được mà siêu thế cũng được ha. Nó là một. Ở ngay cái chỗ đó đó. Mình nên ghi rõ ra. Đó là không gian siêu lý hoặc là siêu thế, thì trong đó nó có pháp chân đế, nó có pháp tục đế, và nó có pháp quy luật định luật. Cái mình bắt đầu mình kể 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 ra à. Ok Trang. Ừ, bi giá. Cái chữ y có gạch đầu luôn. Bi giá chứ không phải là pi giá. Chỗ của Tân ha. Chỗ đó là pháp chứ không phải là không gian con. Tức là một cái cặp không gian chân đế và tục đế riêng ha. Rồi những cái gì mà nó thuộc vào trong cái không gian siêu lý thì mình gọi nó là pháp chân đế, là pháp tục đế và là pháp ngũ định luật hoặc là pháp định luật. Ừ. À, tại vì có một lần thầy Dũng cũng có nói là khi mà mình tìm hiểu sâu vô chánh tạng đó thì mình sẽ biết được có nhiều những cái định luật khác nữa chứ không chỉ năm. Cho nên cái chỗ này mình nên ghi là pháp định luật hoặc là pháp quy luật thôi. À, Tân với lại Trang thì viết cũng tương đối đủ ha. Rồi, vậy thì hỏi quý vị thêm một cái câu hỏi phụ nè. Vậy thì cái dấu chỉ của một cái pháp hữu vi bao gồm gì? Dấu chỉ của một cái pháp hữu vi thì nó gồm gì? Này cô không có nhớ rõ là trong cái khóa thứ hai thì thầy có nhấn mạnh chỗ này không? Nhưng mà nếu quý vị có xuất hiện ở nhiều lớp thì quý vị cũng cũng nghe cũng biết được cái chỗ này. Ừ đúng rồi. Hay mình gọi là tam pháp ấn đó ha. Ừ đúng rồi đúng rồi. Ok. Rồi. Có một cái câu hỏi đặt ra đó là khi mà mình chia đế từ góc độ của người thiết đặt thì mình chia làm mấy, và đó là những loại nào. Khi mình chia đế từ góc độ của người thiết đặt thì mình chia làm mấy, và đó là những loại nào.
Thánh Đế và Thế Tục Đế. mình ghi nó đủ là thế tục đế là để mình phân biệt với lại cái không gian tục đế ở phía trên đó Trang. À, vậy thì nó rõ hơn. Thì thánh đế là do bậc thánh nhân, còn thế tục đế là do bậc phàm phu. Rồi, có một cái câu hỏi nhỏ nhỏ nữa ha. Cái này thì quý vị mà đi cái chỗ nào khác á, mà những cái người mà họ có học Phật học, thậm chí là họ nghiên cứu Phật học luôn, nhưng nếu mà họ không có luận lý á, thì họ cũng rất dễ trả lời cái chỗ này nó bị nhập nhằng nè. Vậy thử hỏi quý vị chứ, mình nói là ba cái đặc tính hay là ba cái dấu chỉ của một pháp hữu vi là khổ, vô thường, vô ngã. Vậy chứ hỏi quý vị, cái bàn nó có khổ không? Cái ghế nó có khổ không? Ừ, đúng rồi đó Trang, đúng rồi đó Trang. Thì câu này nó quen không? Trời ơi, con mà đi học thường là con sẽ thân với nó luôn rồi đó. Con hoảng lâu quá, cái con chỉ còn thấy nó quen thôi. Lúc này cả Tiết Duyên lẫn Tiết Siêu Lý đều quay trở lại học từ đầu đó. Mà có nhiều câu hỏi lắm đó Bảy. Câu kinh điển ha. Ủa, ví dụ như Trang thì em mới nghe về cái này đi, thì em dừng lại ở cái chỗ đó là cô đã khen rồi. Còn Tân mà con cũng dừng lại chỗ đó luôn hả con? Rồi sao nữa? Lý giải mà chốt kèo là cái gì chứ? Ừ. Vậy tấm là cái bàn nó có khổ không? Lý do có hoặc là lý do không? Mình trả lời là mình phải trả lời theo ba cái chi pháp ấn luôn á, mà trả lời được theo ba cái chi đó luôn á. Ngờ ta chỉ hỏi mình khổ thôi hả? À, nhưng mà mình trả lời ba luôn. Cái bàn nó hoại nè. Nói gì nữa? Khổ, hoại khổ, hành khổ ha. Nhấp nhấp vậy thôi. Chứ không biết chốt sao. Ok. Rồi, tất cả các pháp đều vô ngã ha. Vậy thì ổng áp được cái chi vô ngã? Vậy thì á, người ta nói là các pháp hữu vi thì khổ và vô thường. Vậy thì cái vấn đề mà người ta nghĩ về cái bàn, cái ghế á, thì người ta không cho nó là cái pháp hữu vi. Tại vì sao? Ủa, nó đâu có khổ gì đâu. À, vậy thì mình đi tiếp một ý nữa là, nhưng mà nó có hoại. À, mình chấp nhận thêm một chi nữa là vô thường. Rồi sau đó mình mới xoáy vô cái chuyện là, dù nói nó không có khổ, là dù nói từ cái cảm giác của một cái sinh vật sống giống như dù.
À, còn cái khổ khi mình xét nó là khổ đế. À, thì còn có sự biến hoạt thì không có cái sự định đoạt. Còn lẫn quẩn ở trong tam giới này là khổ hết á. À, vậy thì nó đảm bảo được cả ba cái chi này luôn. À, và mình nhấn mạnh cho người ta thêm một ý nữa. Cẩn thận, du đang nhập nhằng giữa cái chuyện hữu vi và hữu tình. Du là hữu tình, du khổ là chắc chắn rồi. Nhưng mà những cái thứ bàn ghế đồ này kia nó vẫn thuộc hữu hữu vi. Được ha. À, có một lần cô đi học lớp Pali của chỗ thầy Khánh á, là ổng cũng bị vướng ở ngay chỗ này. Mà lúc đó cô cũng không biết cái cách để mà giải thích làm sao mà cho nó đầy đủ vậy hết trơn á. Cái cô cũng cấn. À, cái cô cũng đem về cô hỏi chỗ của thầy Dũng. Rồi tới cái hồi mà học cái bài ngay cái chỗ đó cô mới đem cô hỏi lại á. À, cô hỏi lại thêm lần nữa. Rồi sau đó quý vị có biết vì sao mà nó có cái lớp luận lý không? Tôi mở ra để tôi học là một ha. Vì cái môn đó nó khó và thay quý vị học free thì nó eo uột ha. Cái người mà tôi nghĩ đến là tôi mở ra để tôi rủ ổng học đó, tôi rủ cái ông cái ông thầy Khánh đó học đó. Mà ổng nói ổng tự học. Vậy đó quý vị. Những cái người đầu tiên mà tôi suy nghĩ để tôi đề xuất mở một khóa là cái người đó thường là sẽ không được thụ hưởng cái khóa đó. Nhưng nhờ họ mà những người khác được hưởng sái. Rồi. Trang nói mai mốt cô đừng có nghĩ cái khóa nào mà mở cho con sợ gớ ra lắm. Cô mở cho ai đi con đi học. Ờ đúng rồi đó Trang, hỏi hướng cho ổng đi. Có đó Tân, cô đã từng đề xuất với thầy một cái khóa để mở cho con đó Tân, bởi vậy cô mới nói con dai đó hiểu không. Mà cũng có điều là duyên nó chưa có tới cho nên cái khóa nó chưa có thành tựu chứ. Có mà, có một cái dạo là cô cũng bàn với thầy là thôi ông cố gắng ông mở một cái khóa liên quan nhiều đến kinh doanh để cho tụi thằng Tân với tụi thằng Tốt nó ráp lại, nó khởi nghiệp, nó buôn bán các cái máy móc thiết bị gì đó. Có mà. Còn cái lớp Phật học hả? Cái lớp Phật học mà dành cho mọi người đó là cô nhắm vô những cái người bạn mà cứng đầu của cô thôi. À. Đứa nào cô cũng thương hết á Trang ơi. Mà nhiều lúc cái tình thương của mình nó lớn quá đó, nó chưa hưởng nó gụng mắt mẹ rồi. Cho nên cũng cẩn thận lắm. Thương mà phải tém tém là hiểu không? Ờ, để ráng phá đi con. Tân nói con sẽ phá lời nguyền của cô bằng cái cách là thầy có mở lớp đó ra con cũng quyết tâm không học để con trụ lại cái trung tâm này. Rồi, thôi bây giờ mình bàn một chút xíu về các cái không gian này ha. Rồi, Trang với Tân nhắn gì? Rồi rồi. Vậy thì quý vị có bất kỳ những cái ấn tượng mạnh mẽ và những cái sự ngẫm nghiệm sâu xa khi mà quý vị biết về các cái không gian này không?
Nếu như quý vị là cái người mà nghe các cái câu hỏi người ta hỏi á, mà nó lẫn lộn lật qua lật lại giữa cái chuyện học và chuyện hành á, chẳng hạn như người ta hỏi có ai đâu mà thực hành mấy cái này, rồi xong rồi cũng chết mà, rồi sao nói là không có ngã mà tối ngày cứ đòi tích lũy, đòi sửa mình, đòi làm thiện, đồ này kia. Đó, thì đó đó là một trong những cái cách để mà một cái người họ học được trong bốn cái không gian này họ rất là thấm thiết, tại vì họ phải đối diện với những cái câu hỏi đó. Và chắc chắn là sẽ còn những cái kiểu thấm khác nữa. Cho nên quý vị cứ suy nghĩ lại nha, cứ suy nghĩ lại rồi quý vị cho hay, quý vị cho hay. Nhắn lên cũng được hoặc là mở mic lên nói cũng được. Đó là kể từ khi mà quý vị biết về các cái không gian nhận thức này thì nó giúp ích được gì? Nó gỡ rối được những chỗ nào ha? Alo. Alo. Nghe Tân ơi. Dạ thì con cũng nói về cái chỗ không gian này. Thì hồi xa xa xưa đó, con cũng có từng nói rồi. Đó là kiểu là cái hồi mà xưa xưa thì xưa thì có một thời gian con bị dính vô cái chỗ kiểu như là bên bên thiền tông á, là kiểu ba cái thằng tánh không các kiểu, thì kiểu nhìn đâu cũng thấy cuộc đời nó thiệt là vô nghĩa. Thì mình bị dính vô theo cái kiểu mà về ý niệm á, nhưng mà nó không có sự thông suốt, tức là mình nói là nó vô nghĩa đó, nhưng mà giờ ai mà kêu đi chết đi là không có chịu. Nói vậy á, kêu ủa vô nghĩa mà thì thôi giờ chết đi, không thì nó có những cái sự mâu thuẫn như vậy. Thì mới hỏi là ủa vậy tại tại sao, thì nó cứ bị nhìn với những cái sự nó lật lèo, nó mâu thuẫn đó, thì mãi cho tới khi đến trung tâm, thì lúc mà thầy chia ra những cái không gian này một cách chính thức, thì hình như là trong tiết luận lý, không nhớ rõ lắm, nhưng mà con nhớ là hình như là trong tiết luận lý, thì đó là một cái cảnh lớn con, một một cái cảnh lớn, là một một cái duyên bự để mà con có cái sự dính líu với thầy về sau. Nó là gỡ được cái chỗ này, nó là chia ra những cái tầng bậc nhận thức khác nhau, và mình phải có cái sự thông suốt về những cái chỗ này, vì vì khi mà mình nhìn một cái vật thì một nhìn một sự vật thì nó không có theo một một cái chiều, mà nó phải qua
mình phải tự tự mình biết rõ có những cái sự phân tầm như vậy để mà tùy lúc tùy đối tượng thì mình có được cái sự diễn giải cho nó được thông suốt. Ví dụ như người ta đang nhìn vào, người ta đang bị dính vô là mọi thứ nó kiểu nó vô ngã các kiểu á, thì mình cũng biết đường để mà mình đưa nó về cái chỗ gọi là có cái không gian hiệp thế như thế thường như vậy. Cũng như là khi mà một người họ quá là đau khổ, họ có những cái sự dính mắc vào trong cái cuộc sống đó, thì mình cũng chỉ cho họ được có những cái hướng ra ở cái mặt siêu thế như vậy, vì nó cũng từng là một cái gai của mình đó. Đó thì nên nó sẽ có nó về có góc độ giáo dục này là như thế. Cũng như là nếu mình tự rõ ràng với chính mình, và cũng như là khi mà gặp những cái câu hỏi dạng triết học này nọ, mình cũng vô ba cái group đó, mà nếu như mà không biết cái này là nó sẽ bị đi sau quần. Nó đặt nhìn nó kiểu nó một cái dạng trò chơi của tư tưởng, trò chơi của những cái ý nghĩ, nó sẽ dắt mình đi vòng vòng mà không có được cái lối ra, thì đó là cái chỗ mà cần thâm thúy sâu sắc. Và đến 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 nỗi mà hồi xưa khi mà kiểu nó bị hồi xưa con bị sao ta bị dính vô cái chỗ mà tính không các kiểu, đến đến khi mà một lần con nghe được cái chỗ nó bị cực đoan á, nó nghe nghe được một cái câu là thà, cái câu của bên bên thiền tông hay bên của ai không nhớ, kiểu thà thà chấp có bằng một hạt cải còn hơn là chấp không bằng núi tu di. Cái câu đó con nghe hồi kiểu mặc dù là giờ nhìn lại thì nó thấy nó cũng có vấn đề, cũng bị sai, nhưng mà kiểu hồi hồi xưa cái chỗ đó nó định nó gỡ gỡ cho con một xíu. Nó là kiểu nó là thà chấp có bằng một hạt cải còn hơn là chấp không bằng núi tu di. Nó nói vậy nè. Đây là một câu mắc cười mà hồi xưa con không biết là con lượm có nghe ở đâu á, nhưng mà kiểu lúc mà con đang bị khủng hoảng kiểu ok giờ thì mọi thứ nó đều là không, mà thì giờ mình sống để làm gì, rồi mình đi làm việc mình kiếm tiền để làm cái gì, kiểu nó sẽ có những cái đó gọi là khủng hoảng hiện sinh, thì cái chỗ này nó đã là cho con là giờ thôi thà. Nhưng bị quay lại cái chỗ là bị dính vô cái chỗ là chắc có. Nó bị sẽ bị dính dính vô cái chỗ là giờ mình chắc có, là giờ mình muốn làm cho hết, mình càng ngày càng đêm rồi mình này nọ, thì nó sẽ bị dịch đảo là một cái cực đoan khác. Nhưng mà cái hồi hồi xa xưa thì cái chỗ này nó kiểu nó là một một cái cực khác, nhưng mà nó kiểu con đang ở một 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 cái cực á, trên thế này cái câu này hồi xưa nó kéo con về được giữa giữa xíu, nó kéo là vừa vừa xíu, nhưng mà nó vẫn chưa có thỏa đáng. Thì mãi sau này khi mà lúc mà gặp thầy chia ra được cái chỗ đó, lúc mà thầy chia ra được cái chỗ đó thì là ok, thì lúc đó là cái lúc mà con kết 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 ông thầy. Được rồi.
như vậy nè, khi mà mình nói chung chung như vậy đó, thì cái cách mà Trang hiểu về cái câu mà Tân gửi lên nó là ổn rồi nha. Khi nhưng mà khi mà mình áp vào trong bốn không gian nhận thức á, thì mình phải có cái sự rạch ròi, không chẳng hạn như thà chấp có bằng một hạt cải, có là có cái gì, ở không gian nào, có một bà My ngồi bên đây, có một ông Tân ngồi bên kia, có một bà Trang ngồi bên nọ, có một bà Dung ngồi ở đâu đó, có không có không gian gì, không gian gì hiệp thế. Vậy thì tất cả những cái gì mà mình học về tâm lý rồi về giáo dục rồi về triết học là để làm gì? Là để trong cái không gian hiệp thế đó mình có thể xoay chuyển, mình có thể nương tựa, mình có thể vận dụng để mình sửa mình thăng tiến. Xong rồi đó. Mà hỏi có không? Có rồi mới học, có rồi mới cố gắng chứ. Đó. Rồi bây giờ hỏi, bây giờ mình xét về không gian siêu lý đi, hay mình xét về không gian chân đế đi, mà mình muốn đi đến cái con đường cuối cùng luôn á, không đắc thánh mà ta nói chứ chết mà chết vĩnh viễn luôn á, vậy mình có nên chấp dù chỉ bằng một cái hạt cải không? Không, đó là con mẹ gì nó đâu chấp đó, hiểu không? Hiểu không đó, thì khi mà mình lụm cái câu đó mình áp vô lại đó, cái mình xào tới mình xào lui, mình xào xuôi mình xào ngược trong bốn cái không gian đó, thì mình hiểu, thì mình hiểu đó, được không? Từ từ chứ mình mới học mấy cái liên quan đến siêu lý mà, mình chưa có nhiều mà, từ từ. Ok, rồi mời quý vị khác đi. Alo, mọi người nghe con nói không? Hãy nhớ kênh Đạo về cơ học về cái bốn không gian nhận thức này á, nghe lần lần đầu tiên học nha, nhưng thấy cũng 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 bình thường á, kiểu học thì học thôi á, nhưng mà con không nhớ rõ là tới một cái lúc nào đó mà con nghĩ về cái chuyện chắc là ngay cái lúc mà khi mà học tới tâm rồi á, cái lúc mà tiến trình tâm á, từ cái lộ tâm bình thường của mình mà chuyển nó qua cái không gian siêu thế để phân tích ra á, thì ngay cái lúc đó mới là cái lúc mà con thấy là bốn cái không gian đó nó gọi là nó chấn động á, nó có một cách chấn động á, thì vì cái đó là ngay cái lúc mà con để ý tới bốn cái không gian này nhiều hơn, là nó kết hợp với cái việc mà phân tích cái lộ tâm. Tại vì nếu mà nhìn trong
hiệp thế, cái mình nhìn nó kiểu nó thô, kiểu nó thô như cái vô á, nó thô. Rồi cái mình qua bên kia cái có một tí xíu thôi nha, một cái khúc tí xíu thôi, chắc cỡ 1 phút thôi, nhưng mà nó đã có biết bao nhiêu cái phần 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 như vậy. Thì thí dụ như mà ở trong cái hiệp thế mà mình bây giờ mình nói mình đang bực bội đi, cái xong cái có một đứa nó kêu là thôi mày đừng có bực nữa, thì mình không có làm được. Tại vì làm sao nếu mà mình chuyển cái đụng cái nguyên cái cục bực đó nó ấy được á, nhưng mà mình phải phân nó ra thành nhỏ 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 nhỏ, và trong cái đó thì làm như khi mà phân nó đang vậy thì mình biết nó là mình đang phân tích nó, và lúc đó cái tự nhiên cái mình không có còn bực nữa. Đó là một cái cách mà thấy là con thấy là xài được, mặc dù nó liên quan tới phần tâm nhiều hơn là trong cái phần bốn không gian, nhưng mà nó có liên quan tới cái bốn không gian đó. Thêm một cái nữa là về cái việc mà cái vô ngã như hồi nãy con nói á, về cái việc mà thí dụ mà nó vô ngã đi, thì cái lợi ích của cái việc mà mình học rồi cái mình làm cái này làm cái nọ là cái gì, ai là cái chủ thể mà làm cái việc đó, rồi xong rồi nói chung là nó trái ngược lại hoàn toàn với những cái hiểu biết mà với những cái hiểu biết bình thường á. Tại sao khi mà mình học cái những cái này nó lại mâu thuẫn với những cái điều bên ngoài quá, như là nó chọi lẫn nhau, mà mình không học về bốn cái này thì lấy đâu ra để mà mình giải thích, để mà mình tiến lên nữa. Nó khó để diễn tả, nhưng mà nó là như vậy ấy. Với lại là ngay cái lúc mà thầy nói về những cái sự thật, cái sự thật cái gì ta gọi là cái chia ra cái bảng lúc mới đầu á mọi người, cái mà nó chẻ nhánh, không mọi người nhớ cái sơ đồ đó không? Đó thì ngay cái dạ đúng rồi cái sơ đồ đó thì nó có tới 2 cái đế, là một cái thế tục đế với một cái là một cái tục đế với lại là một cái chân đế. Thì tất nhiên là cả 2 cái thì nó là đế, nhưng mà một cái nó ở không gian này với một cái nó ở cái không gian khác, thì mình không thể nào mà mình đem nó mà mình gọi là mình gộp nó lại để mà mình giải thích nó, nhưng mà mình tách nó ra thì mình lại giải thích nó được. Thì thành ra là những cái gì mà mình mâu thuẫn á, nếu mà mình biết 2 cái để mà mình chia nó vô cho nó gọi là chia cho nó hợp lý á, thì tự nhiên cái nó không phải tự nhiên, nhưng mà mình nói tự nhiên cái nó không còn còn mâu thuẫn nữa. Chỉ có vấn đề là mình không biết là làm sao để chia thôi, nhưng mà nếu chia được thì nó không còn mâu thuẫn. Thì còn nữa, còn những cái mà những cái mà khi học á thì nó sáng ra giống như trong mấy cái quyển mà cái dũng sình như mình loại tẩm tẩm trong đó, cái mình thấy nó tẩm tẩm á tự nhiên thấy nó có một cái ao khác đó, thì nó là như vậy. Tự nhiên đúng rồi, tự nhiên ở không gian hiệp thế nó vậy á, nhưng mà thật ra nó không có như vậy. Đó thì là 2 cái 2 cái
hai cái điều mà con thấy ấn tượng khi mà học về bốn cái không gian. Ok Dung. Trang có nghĩ được thêm ý gì không? Dung cũng có nói sơ sơ về cái việc mà kéo giãn cái ý niệm ha. Có đá đá qua một chút cái chỗ đó. Alo. Dạ, để con lên sóng. Thấm thía và tháo gỡ khi biết về các không gian nhận thức, thì nếu mà nói thì con sẽ xoáy vô cái không gian tục đế trước, tại vì trước giờ đó với con là ngôn ngữ là một cái gì đó rất là thú vị. Nhưng mà Nhưng mà khi khi học học vô vô đây đây rồi thì con con mới mới phát phát hiện hiện ra ra là là ngôn ngôn ngữ ngữ nó nó có có một một cái cái vai vai trò trò khác khác nữa, nữa, là là trước trước là là ngôn ngôn ngữ ngữ là là có có vai vai trò trò là là trao trao đổi đổi thông thông tin tin thôi. thôi. Còn Còn vô đây vô đây học học tới tới không không gian gian thì thì ngôn ngôn ngữ ngữ nó nó có có một một vai vai trò trò là là cánh cánh cửa. cửa. Con Con hình hình dung dung nó nó như như một một cánh cánh cửa. cửa. Nếu Nếu mày mày nói nói nó nó là là cánh cánh cửa cửa từ cái từ thịt cái thể của thịt thể mình của là mình cái là nơi cái nơi mình mình đang đang sống sống tồn tồn tại tại và và suy suy nghĩ, nghĩ, suy suy tư tư nè. nè. Thì Thì nhờ nhờ những những cái cái danh danh ngữ ngữ chế chế định định mà mà mình mình có có thể thể bước bước sang sang một một cái cái nơi nơi mà mà kiểu kiểu như như nó nó gọi gọi là là nó nó dịu, dịu, nó nó vi vi diệu diệu á á cô. cô. Nó Nó không không còn còn là là cái cái những những cái cái mà mà trần trần tục tục mà mà trước trước giờ giờ mà mà những những gì gì mà mà mình mình đã đã thấy thấy qua qua đó. đó. Đó Đó là là cái cái thứ thứ nhất nhất là là nói nói về về không không gian gian tục tục đế đế đó. đó. Rồi Rồi nếu nếu mà mà bàn bàn về về thêm thêm về về tháo gỡ hả? Nếu mà tháo gỡ thì chắc là con nhờ học về cái không gian của chân đế mà con tháo gỡ rất là nhiều những cái vấn đề trong không gian hiệp thế của chính mình. Là giống như là trước giờ con cũng có nghe người ta nói nhiều về tâm 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 nhưng mà lại không thực sự hiểu tâm là như thế nào, tâm hình thành ra sao, rồi tâm diễn hoạt như thế nào đó. Không có hiểu là tâm cụ thể là có những bài học về tâm mà trong siêu lý mang lại. Do vậy mà kiểu như khi mà gặp một vấn đề thì mình cảm thấy là nó không không giống như cái câu hồi nãy mà trong lớp MP1 con có hỏi ra là con thấy là khi con nghĩ tốt về một người thì con lại bị dính mắc á đó. Đó thì khi mà thầy đặt cái vấn đề đó dưới cái góc nhìn của siêu lý á thì con mới phát hiện là con vỡ òa ra là thì ra là mình kiểu như mình bị một cục luôn á cô. Nếu mà mình nhìn mình kiểu như là mà trước giờ mình học, nếu mà giả dụ không có học về không gian chân đế thì mình bị vướng một cục trong chổng á, rồi mình sẽ lý luận nó giải thích nó bằng những cái vấn đề nó rất là nó không vô vào cái bản chất, nó không vô ra vào cái quy trình chuỗi của tâm diễn hoạt đó. Do vậy mà mình sẽ không có rốt ráo được nó. Thì khi mà thầy giải thích xong rồi cái con mới liên tưởng về cái không gian siêu thế, con mới dàn trải cái tâm ra thì con mới thì ra là nó như vậy nè, là mình đúng chỗ mình sai ở chỗ này nè. Thì từ đó mình chỉnh được mình đó, mình chỉnh được mình rồi từ từ cái chỉnh từ cái bản chất của cái tâm á ở không gian chân đế hiểu được nó thì bắt đầu mình mới chỉnh ra được những cái suy nghĩ của mình trong không gian hiệp thế, chỉnh được những cái lời nói mình muốn nói và chỉnh những cái hành vi mà mình muốn làm á đó. Thì con thấy là có cái đó là khi mà mình học học về những cái không gian này hiện nay nó bổ trợ cho mình cho cái việc giải quyết vấn đề rất là có chiều sâu sắc và kiểu như là diệt diệt rồi chắc không có đụng tới diệt tận gốc nè, hối hận đoạn đầu.
chưa bất thiện. Dạ. Rồi, chắc con nói về hai ý đó thôi, con hết rồi à. Ok, cảm ơn Trang. Để cô coi có còn cái ý gì mà quý vị chưa nói không. À, cô nhớ có một lần trong cái tiết duyên hệ ứng dụng á, lâu lâu á, quý vị để ý ha, lâu lâu á, thỉnh thoảng thì sẽ có một cái bài, sẽ có một cái tiết mà nó giống như là một cái sự bùng nổ về cái mặt lý luận vậy đó. Lâu lâu sẽ có một cái tiết như vậy. Có lúc thì nó rơi vào tiết triết học tổng quát trong cái bài mà về vì sao phải là giác ngộ giải thoát đó. Nó là một cái kiểu như vậy đó. Rồi trong một cái lần trong cái tiết duyên hệ ứng dụng thì thầy cũng có vẽ những cái sơ đồ, rồi cũng chuyển từ không gian này sang cái không gian nọ rồi lý giải. Thì thường á, là khi mà đối diện với những cái điều đó đó thì cô nghe tới đâu là cô hiểu được tới đó, và cô nghe tới đâu là cái đầu óc mình nó mở ra. Sau đó cô không nhớ gì trơn. Sau đó cái cô cũng đi nói với ổng, cô nói tôi nghe lúc đó tôi hiểu, tôi hiểu nhanh lắm, hiểu nhanh nhất trong lớp luôn, thấm lắm, vui lắm, hoan hỷ lắm. Sau đó không nhớ gì trơn, không nhớ gì luôn. Thiệt. Thì mình mới để ý một cái đặc điểm của mình, đó là với những cái khối lý thuyết mà nó có tính trừu tượng, nó có cái tính lý luận mà nó chặt chẽ như vậy á, thì mình hiểu, mình theo kịp, thậm chí mình liên hệ được với những cái lỗ hổng về mặt nhận thức của mình nữa, về các cái vấn đề mà mình đang bị khó nữa. Nhưng mà mình cũng phải nhìn lại cái con đường mà mình hay lui tới là con đường trải nghiệm á, cho nên mà để mình đi là cái lý thuyết đó mình đi không được. Nhưng mà hỏi là nói tới đâu dính tới đó, khớp với những gì mình trải không cả. Thiệt sự luôn, không có nổ đó. Vậy thì mình lưu ý để mà mình học thêm rất nhiều thứ khác để bổ túc cho cái chuyện mà tư duy trừu tượng đó, để bổ túc cho cái chuyện mà lý luận đó, rất nhiều thứ nha, thì mới quay trở lại bổ trợ cho mình được. Giống như có lần cô cũng ví dụ đó, muốn lên cái tư thế đầu đứng á, trồng chuối đó, thì phải tập rất nhiều những cái tư thế khác để mở khớp háng, ràng cơ bụng, ràng cơ vai, ràng xương cổ, tùm lum tùm la hết trơn. Thì cũng tương tự như vậy cho cái vấn đề này. Và khi á, mà mình sống trong cái bài giảng ở những cái giây phút đó đó, thì mình hình dung là nó rất là khác biệt khi mình biết được và mình theo được các cái không gian như vậy. Và nếu mà mình đối diện với những cái khó khăn, những cái công việc hàng ngày của mình á, mà mình không có cái độ rộng và không có cái sự phân chia đó đó, dù chỉ là cái cảm giác đối với những cái người duy cảm và duy nghiệm thôi, thì mình rất mệt mỏi, mình rất tù túng trong chính cái cuộc đời của mình. Dĩ nhiên là đối với những cái người mà họ có cái khả năng để mà họ nói lại và họ tái diễn lại cái lý thuyết đó trong đầu của họ ngay trong cái đời sống thường ngày, ngay trong những cái trải nghiệm thường ngày, thì nó rõ ràng hơn nữa ha. Còn đối với những cái người mà thiên về cảm với nghiệm á, thì chỉ cần họ một lần, hai lần, ba lần họ trải qua được cái cảm giác, họ
họ sống trong được cái bài giảng, họ hòa vào được trong những cái sự khác biệt, những cái sự hình dung về các cái không gian đó, thì khi mà trong cái đời sống hàng ngày, trong những cái công việc hàng ngày đó, thì đỡ lắm, đỡ cái sự mà tù túng rồi bé bọn rồi rập khuôn lắm. À, mà nó cho mình một cái tầm nhìn nó rộng, nó thoáng và nó đủ cái sức chứa. Tả vậy đó, không biết là quý vị có bao giờ trải qua được như vậy không? Đó. Thì nó là như vậy. Nó là như vậy. Và quý là quý ở chỗ đó quý vị. Quý ở chỗ đó, quý cái gì? Quý cái người mà nghĩ ra những cái điều này, dạy lại những cái điều này cho mình. Tại vì không có cái người đó, không có cái chỗ nào khác, không có một ai khác có cái tầm như thế. Và mình quý luôn cái người mà tìm cái cách để diễn giải trình bày lại theo cái hướng này để mình có thể hiểu được. À, mình không có cái người thầy thứ hai này thì mình cũng không có đời nào mình biết cái thứ kia, cái người thầy đầu tiên đó quý bằng nhường nè. Quý vị kịp không? À, và hai cái điều này là hai cái điều mà tôi nói thiệt với quý vị á. Quý vị có lì cách mấy, quý vị có ngang cách mấy, quý vị có chậm cách mấy, quý vị có chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ cách mấy, thì nó cũng là cái kim chỉ nam để cho quý vị quay về với cái con đường này. Hình dung không? Đó. Đang nãy giờ kịp không ta? Chắc cũng hơi sóng gió ha. Cho nên á, có nhiều lúc á, cô cũng chê mấy cái bài giảng rồi mấy cái lớp mà vô kiều kiều chơi vui, hiểu vậy á, tại vì lâu lâu á có mấy cái tiết á mà nó đã như vậy đó, em nó mới tích lũy cho mình ở cái tầng nước sâu á, quý vị hiểu không? Nó ở cái tầng nước sâu á, và cái đó nó mới là cái nguồn dưỡng chất để nuôi mình nói, tại vì mình cũng không phải cái dạng mà so so mà mình chịu. Đang thấm hút. Có đợt tào lao. Chuẩn bị tâm thế đừng có bất ngờ nha quý vị. Tào lao đó nha. Bữa nay không biết tiếng Anh về nó nghe nó hiểu gì không? Không kể đi con. Cô đã thông báo để cho mọi người chuẩn bị tâm thế rồi. Cho nên con có thể kể. Tại vì con có kể ra thì chắc chắn cũng không có quá sốc đâu. Có một lời yêu cầu từ hàng ghế khán giả, xin mời bạn Trang mở. Dạ rồi, để con mở mắt. Không phải là sinh động đâu mà là do đợi con nhắn tin lâu quá chịu không nổi tối. Dạ thì nãy có lớp MP1 á, thầy có nói là nếu mà mình không đi trực tiếp được thì mình chọn cách gián tiếp để mình đi. Trời đất ơi, nó giống như là dọn đường cho cái nết cũ nó quay lại á cô. Và thật sự là con cũng đã từng nghĩ đến cái điều này.
cái phương án gián tiếp này rất là nhiều. Để khi mà không thể đối diện với trực tiếp á, thì con đã vạch ra những cái con đường gián tiếp để con biết là mình rất là thiếu, mình thiếu nhiều và mình cần phải học, mà mình không thể học trực tiếp thì chỉ có cách là học gián tiếp mà thôi. Mà học gián tiếp thì con thấy nó đầy đủ luôn á cô, kiểu như con có thể nghĩ ra được những cái cách, ví dụ như là lên YouTube nè là một, cái đó là phương thức thứ nhất. Cái thứ hai là thông qua những cái bạn đồng học. Đó, thông qua các bạn đồng học, ví dụ giống như là giả dụ có những cái lớp mà gọi là lớp đóng cửa dành cho những gia học viên mà lớp đóng cửa đó cô, là chỉ có một vài học viên có thể vô học được thôi á, thì giả dụ con cũng có cái vé để cái vào được cái lớp đó, nhưng mà con không vào mà con chỉ đứng ở bên ngoài để kiểu giống như con nhờ cái người ở bên trong á tuồn ra cho con để con học. Ừ. Không, cái lớp của Tân nó không phải lớp đó. Cực vậy. Đó, đúng rồi. Đó cô, giống vậy đó. Giống vậy là tự nhiên trong đầu nghĩ là mình không trực tiếp được, mình không thể đối mặt đối diện được những cái vấn đề của mình đang gặp phải, thì bây giờ mình chỉ chọn cách gián tiếp thôi. Và cái cách gián tiếp của con nó tào lao, nó tốn công tốn sức giống vậy á, mà ngay cả con cũng đã hình dung đến việc là giả dụ mình nghe những cái YouTube đó đó ha. Đúng rồi. Đó, giống như là mình giả dụ mình có nghe qua YouTube thôi mà mình rất là thắc mắc, mình cũng đặt câu hỏi thì sao, lại tiếp tục chọn những cái bạn đồng học, nhờ những bạn đồng học rải những câu hỏi trong lớp học, rồi thế là mình lại tiếp tục học những cái tuần nó ra cô đó. Phải con mới có thú tội là trời, đừng có chỉ cho con cái hướng mà gián tiếp đó. Trong đầu con nó nghĩ ra rất là nhiều thứ rồi, nhưng mà có cái là cũng là do trong cái môi trường thăng tiến á, nên con cũng có cảm nhận rằng nếu mà mình cứ né tránh, mình trốn tránh những cái cảm giác sợ hãi của chính mình á, và con cũng đã thực sự trải qua rồi, là khi mà mình cho phép cái sự né tránh những cái cảm giác lo sợ mà nó xâm chiếm mình á, mà mình không lấy lại cái quyền tự chủ á, thì tự nhiên con trở thành một cái người rất là yếu đuối nha. Kiểu giống như là mình nói chuyện không có thấy có lực, hoặc là những điều mình nói ra không có làm kiểu như là tự mình cảm thấy là mình bị dưới trướng bởi chính mình luôn á cô, chứ không phải là dưới trướng của ai hết á. Đó, thì con không có chấp nhận được cái điều đó ở con. Con cảm thấy là mình không muốn trở thành người như vậy á. Do vậy mà con phải chọn cái phương án khác là phải đối mặt với nó. Dù càng đối mặt với nó thì con biết là nó rất là không ok, nhưng mà nhờ đối mặt với nó thì nó sẽ vực dậy được cái sự mạnh mẽ của chính mình. Đó, do vậy mà con mới tấn tới. Và con đã giải quyết một cái hướng đó, chính là con sẽ đưa ra những cái lời cam kết. Y như cái hồi học T1 của con, trước khi đầu khóa con cũng đã đưa ra những cái lời cam kết là con sẽ thực hiện này trong suốt cái khóa học này nha. Tại vì con cũng biết nhục á cô, con cũng biết hổ thẹn á, nên khi mà con đưa ra cái lời cam kết như vậy mà con không thực hiện nó đó. Đó, thì khi mà con đưa ra lời cam kết đó, rồi con thực hiện đó, thì con cũng tự thấy là con càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Nhưng mà không hiểu sao con càng mạnh lên á, thì khi mà cái cảm giác tiêu cực của con nó quay lại á, thì nó cũng mạnh, nó mạnh cũng xem chứ nó không phải là nó yếu như hồi xưa cô. Nên khi mà nó kéo con thì nó cũng kéo dữ hơn cái thời trước khi mà con học qua T1 á, là con cảm giác là nó kéo mạnh hơn, cái thời gian nó trải dài lâu hơn, nên con cũng đang bị ngại á, là bây giờ con cũng đang có những cái không có nghĩ gì rồi, để con thay đổi lại, quan sát con nhiều hơn. Thì trong cái lúc mà cái hôm mà qua cái ngày mà hôm bữa mới nói chuyện với cô xong á, là cái lúc đó là thực sự là con trải cái lòng ra con ha hết, nên con cảm thấy cái người con nó nhẹ á cô, nhờ nó nhẹ như vậy mà qua chưa hôm sau á. Ok, Mr. Tân. Nó qua chưa hôm sau, cái con mới nhận ra được, ủa tại sao T1 mình đã đưa ra những lời cam kết,
mình đã thực hiện được những lời cam kết này, thì sao không qua T2 mình cũng đưa ra những lời cam kết để có thể neo mình lại, giữ chân mình lại mà mình không có kiểu như bay bay á con. Thế là con đã đưa ra những lời cam kết. Và tối hôm đó khi mà con đối mặt, con cũng cảm thấy rất là khó chịu, nhưng mà nhờ cái lời cam kết nó đã đẩy con vô. Và khi con vô rồi con mới phát hiện ra ồ, nó cũng đâu đến nỗi khó chịu như mình nghĩ. Đó, thế giờ bây giờ con đang lướt, con đang lướt. Dạ con xin hết. Ok Trang. Rồi ha. Vậy bữa nay mình tạm ngưng đây nha. Tết vô nghe được khúc cuối không biết hiểu gì không nữa. Mọi người về có thể suy nghĩ kỹ hơn ha. Rảnh rảnh đó cái lôi ra suy nghĩ về cái chuyện mà kéo giãn ý niệm, rồi các cái trình tự diễn tiến của tâm, rồi làm sao để cho nó thay đổi đồ này kia đó, để cái buổi sau mình vô mình thảo luận thêm cái chỗ đó. Tân khoe đó, tân nói vậy là tân khoe đó, là khoe cái tiết này nó vẫn còn sống và nó vẫn đắt và khách vô khách tương tác, hiểu không? Chứ thường á mấy cái giờ nó ế lắm con. Cho nên mình có người vô ôn, mình có người vô học, rồi còn hỏi nữa thì mình phải phe, không? Rồi thôi, vậy quý vị nghỉ ngơi nha. Ngày mai gặp lại. Mai thứ bảy có học nhóm Ananda. Buổi tối thì rèn tập thư văn. 15:30 học nhóm Ananda. Đang gom cái học nhóm Rahula nữa đó, mà thấy chưa có ai, Di cũng chưa có nhắn ai. Để có gì Tân nó gửi ghi hình qua cho coi. Còn ở trong đây là còn tuồn ra được không? Mấy mốt mà núp lùm rồi là tôi tém lại hết. Tôi sẽ rải một cái đường không để tự lần về không. Rồi thôi, bye bye quý vị nha. Bye bye.